rất là đáng để trồng ở khí hậu nóng. Nó nở hoa rất là đẹp luôn. Chào gì các bạn nha. Thì dưới cái nắng gắt 40 độ C như thế này thì mình vẫn cố gắng mình thực hiện cái clip này để mình chia sẻ đến các bạn. Tại vì mình thấy nó rất là đẹp. Vô tình thôi, vô tình mình bắt gặp được cái cây mai xanh thái này, nó đang nở hoa rực rỡ luôn nha các bạn. Thì xin mời các bạn hãy thưởng thức cái vẻ đẹp của cây mai xanh thái này cùng với mình nha. Quanh năm luôn nha các bạn. Các bạn thấy nó ra kín cây luôn không? Màu tím của nó rất là đẹp luôn. Lúc nở ra thì nó màu tím và lúc nó tàn thì nó là màu xanh nha các bạn. Nó có hai loại nha các bạn. Có hai loại mai xanh. Một cái loại là của Thái á. Thì nó ra hoa quanh năm. Và nó hợp với khí hậu nóng dữ lắm các bạn. Nó leo nè các bạn thấy không? Súng xê luôn. Bông thì thôi, khỏi phải bàn luôn các bạn. Dồi bông giống như là hoa lan vậy đó. Các bạn thấy không? Và cái bông này nó tàn nè. Này mới nở nè. Mới nở. Một số bông nó bung ra nè. Nó ít đậm nè các bạn. Và cái đặc điểm của cái loại mai xanh thái này là cái lá nó nhám nha các bạn. Bạn nhớ phân biệt nha. Cái lá nó rất là nhám, nó dày. Mình sờ vào thì nó có cái độ cứng cứng nè. Còn cái loại mai xanh của Đà Lạt á thì bông nó cũng giống vậy nè. Nhưng mà nó chậm bông đó các bạn. Mà các bạn mang về khí hậu nóng mình đó, nó ra bông thưa lắm, với lại nó ít bông lắm. Và cái lá của nó không có nhám như vậy. Lá của nó bạn sờ vô nó có cái độ mềm, có cái độ láng, bóng, không có nhám như vậy nha các bạn. Và mai xanh thái này thì các bạn rất là thích hợp cho các bạn trồng ở khí hậu nóng nè. Bạn trồng ở hàng rào nè, leo hai bên cổng nè thì rất là đẹp nha các bạn. Còn nếu các bạn không có chỗ leo, các bạn có thể trồng để chơi bụi á. Nó có thân cao lên rồi nó tán nó rủ xuống nha các bạn, giống như cái cây này nè. Đó. Trời chưa nắng 40 độ như thế này thì mình vẫn cố gắng mình quay để cho các bạn xem, bạn hiểu về cái cây mai xanh thái này, tại vì nó quá đẹp đi các bạn, nó nở quá đẹp luôn. Ok các bạn, thì như vậy là mình đã hoàn thành xong một clip chia sẻ về cây mai xanh thái để cho các bạn hiểu hơn về cây mai xanh thái và cái độ nở hoa của nó, cái độ đẹp của nó, độ phủ bóng mát của nó. Nó thích hợp ở đâu trong nhà của bạn và nó có thể, mình khẳng định nó là một cây rất là đáng để trồng ở khí hậu nóng ở miền Tây, ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông và có thể là cả nước, ở đâu khí hậu nóng là trồng cây này rất là tốt. Và các bạn thấy chưa, nó nở hoa rất là đẹp luôn. Thì như vậy, nếu mà bạn nào thấy đẹp, thấy hay và thấy ý nghĩa, giúp ích gì được cho các bạn á, các bạn hãy giúp mình ủng hộ kênh của mình bằng một lượt đăng ký, một lượt like và một lượt chia sẻ nha các bạn. Xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn video sau.